Dạ, và xin mời Trấn Thành. Đúng như lời MC đã nói là thực sự là diễn viên của phim chưa được xem luôn. Tối nay sẽ là lần đầu tiên họ được xem bộ phim này. Các anh chị là những người đầu tiên xem bộ phim Nhà Bà Nữ, mọi người thấy xem phim có thích không ạ? Cảm ơn. Hy vọng rằng là sau một cái năm đại dịch và một cái thời gian rất là dài để chúng ta củng cố lại kinh tế ấy, thì nhận thấy là năm qua là phim Việt của chúng ta đã gặp rất là nhiều những cái sự khó khăn, phải đối diện với một cái thị trường ai cũng gặp những khó khăn riêng của mình, và những cái thói quen ra rạp đã bị thay đổi, cho nên là không quá nhiều những người người ta muốn đến rạp xem phim nữa. Và cho nên đó là một cái năm thật sự rất là khó để làm sao mà có những bộ phim hay liên tục để tiếp tục lôi kéo khán giả trở lại rạp phim, để hình thành lại một thói quen mới, thì nó đòi hỏi phải có một cái quá trình, cũng như là có rất là nhiều những nhà làm phim cùng chung cái chí hướng. Thì hy vọng rằng là Nhà Bà Nữ năm nay những gì tốt nhất Thành đã có thể làm để có thể mình bắn cái phát súng đầu tiên cho mùng 1 để mình khởi đầu cho năm mới thiệt là thuận lợi. Hy vọng là phim Việt sẽ khởi sắc hơn vào năm nay. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Huỳnh Uyển Ân, thưa quý vị, là vai Ngọc Nhi, vai nữ chính của phim. Và đây là bà nữ, thưa quý vị, chị Lê Giang. Khả Như ạ, vợ em. Anh streamer đáng yêu Lê Dương Bảo Lâm. Và anh Quỳnh Si Tình, thưa quý vị, diễn viên trẻ Lý Hào Mạnh Quỳnh. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta chia sẻ một tí nha, rồi mọi người nói chuyện. Đây là đây, mấy anh chị này mới là báo chí đây. Nãy bên kia cụm rạp mà kêu giết về em, không Dương Lâm nói giết về em đi. Giết hết bài về em đi, đừng giết mọi người khác, giết về em đi, mà bên kia cụm rạp không. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ mời mọi người chia sẻ một tí nè. Dẫn đi nè. Chào tất cả mọi người có mặt ở đây ạ. Thật sự là bây giờ em bây giờ đầu óc của em nó rất là hồi hộp mọi người ơi. Nó giống như là đang chờ kết quả thi đại học ngày xưa vậy đó. Tại vì đã trải qua một quá trình quay phim rất là dài và rất là gặp rất nhiều áp lực, nhưng mà bây giờ em vẫn chưa được coi phim nữa, mà em nôn nao được mong tới ngày hôm nay để có thể được coi phim. Mà tối hôm qua em không ngủ được, em chỉ mới ngủ được đúng một tiếng hồi nãy lúc mà sáng make up em ngủ được. Dạ vâng. Và em cũng mượn người em đi nhuộm cái đầu, thì họ tẩy cái tóc của em nó nhiều quá, cho nên là em giờ cũng đang rát và cái đầu nó đang bưng. Nói chung là em mong là mọi người đã có một trải nghiệm coi phim thật sự là thú vị và thật sự là yêu thích bộ phim. Và mong mọi người sẽ gọi là viết bài yêu thương bộ phim và có thật nhiều bài hay cho bộ phim Nhà Bà Nữ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn nhá. Xin mời chị Lê Giang. Dạ, Lê Giang xin kính chào các anh chị báo chí và các em. Thật sự thì hồi sáng giờ cũng quá nôn nóng, dậy sớm make up để mà gia đình cũng xào xáo, mẹ đi không con, mẹ dạ, con đi không mẹ, rần vậy đó, để mà dạ mẹ cũng đòi đi rồi, con cũng đòi đi rồi, mẹ nói là con nhỏ lắm không được vô rạp, dạ nôn nao lắm như là đi lấy chồng vậy đó. Và Lê Giang chắc là các anh chị nhà báo và các bạn cũng đang xem hết bộ phim nè, các anh chị nhà báo và có thấy hay không ạ? Hay. Dạ, dạ em vui quá, em vui lắm. Đây là em vui và em chỉ cầu mong là các anh chị nhà báo thật sự cho chúng em một bài viết hay là những cái gì mà cái tâm huyết mà tụi em đã dành hết khả năng để làm phim để phục vụ quý vị khán giả trong Tết năm 2023. Lê Giang cũng cảm ơn công ty Kim Đỗ Hoàng Vũ Entertainment và Kim Entertainment. Và cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành đã cho Lê Giang một cái vai thật là hay để mà ấn tượng với khán giả. Và cảm ơn mọi người đã đến đây và kính chúc cho mọi người một năm mới vạn sự như ý, bình an, may mắn, thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị Lê Giang ạ. Xin mời Khả Như. Dạ, em lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến các anh chị, các bạn truyền thông báo chí có mặt ngày hôm nay ạ. Dạ, em là Khả Như và
đây không phải là lần đầu tiên em đứng trước mặt các anh chị để mà nói về cảm xúc của mình, nhưng mà thật sự em rất là hồi hộp. Tối hôm qua 1-2 giờ đêm em với ông Xịn còn nhắn tin với nhau mà nôn như đám cưới của mình vậy. Thật sự thì em nghĩ rằng bộ phim nào ra nó cũng có tâm huyết của nó, và cái phần của tụi em cố gắng cũng đã hết sức mình rồi. Phần còn lại thì gửi gắm cho các anh chị. Các anh chị có thương tụi em á, support cho tụi em để cho tụi cái phim của tụi em tới được với nhiều bà con, nhiều quý vị khán giả hơn. Và riêng em xin gửi lời cảm ơn đến anh Trấn Thành đã ưu ái cho em một cái vai thật là hay. Và trước giờ thật sự thì anh Thành luôn luôn dành cho em những cái vai diễn cực kỳ ấn tượng, và em rất biết ơn vì điều đó. Em cảm ơn Kim Entertainment vì đã tổ chức và làm một cái bộ phim chỉnh chu như vậy. Cái gì mà muốn thành công thì phải có truyền thông. Chính vì vậy em rất là mong tất cả các anh chị hãy giúp đỡ tụi em. Tại vì hàng ngày em thấy những chiếc xe buýt long ton trên đường thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái poster của nhà bà nữ. Cho nên em hy vọng mọi người yêu thương góp gió thành bão để có thể viết những tiêu đề thật là hay. Dạ, cá sống nhờ nước, tụi em sống nhờ các anh chị báo chí, truyền thông. Cho nên các anh chị ơi, hãy viết về nhà bà nữ. Nhưng mà tiêu đề có Lê Dương Bảo Lâm lạ lẫm với tay mới trong nhà bà nữ chẳng hạn. Hy vọng mọi người sẽ yêu thương, ủng hộ em. Tại khoa em nó nhỏ quá cho nên bây giờ phải xin xỏ thôi. Anh chị hãy yêu thương và giúp đỡ Lê Dương Bảo Lâm trong năm nay à. Em chân thành cảm ơn tất cả các anh chị. Và cảm ơn Thành đã cho em một vai rất là hay ấy. Dạ, em đi tới trả hết. Hy vọng anh chị cũng có thể giúp em chia sẻ rộng rãi. Em mới ra hôm qua thôi, cũng ít người coi. Dạ. Dạ, em tên là Lý Hào Mạnh Quỳnh. Em xin chào tất cả các anh chị báo chí thân mến ạ. Dạ, ngày hôm nay, nhưng mà sau khi mà các anh chị nghe được các anh chị trả lời câu hỏi của chị Lê Giang là phim có hay không, các anh chị nói là hay, thì em mong rằng cái sự yêu thương này của các anh chị dành cho bộ phim sẽ được truyền đến cho những người thân quen, hay là truyền đến cho những người xung quanh, để rồi nhà bà nữ sẽ được nhiều người biết đến và được nhiều người yêu mến hơn, mọi người sẽ ra rạp nhiều hơn. Cảm ơn anh Thành cũng như là cảm ơn chị Vũ đã cho em một vai rất là dễ thương ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.